Namo Tassa Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính Đức Thế Tôn ấy bậc chánh hạnh A La Hán chánh hạnh giác. Hãy nhớ là tán dương nó tam bảo cấp vấn tất sinh gia hộ Chư Chư Tôn Đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường hơn là. À, thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trình bày ba sự tìm kiếm. À, trong mảng chi pháp thì chúng sanh có ba sự tìm kiếm. Thứ nhất là tìm kiếm về ngũ trần, gọi là kamesana. Thứ hai là tìm kiếm những cảnh giới tái sinh, pháp về sanh. Và thứ ba là tìm kiếm sự phạm hạnh, tức là Ramachari về sanh. Và chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu ba chi pháp này. Nhưng mà trước mắt trong tài giảng hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái chi pháp nhất, tức là tìm kiếm về dục. Chữ kamesana, esana đó, những cái có một số từ đồng nghĩa với chữ esana, đó là chữ như là chữ tinh đá. Tinh đá là ước muốn, hoặc là sông cấp đá, sân cấp bá này có nghĩa là suy ngẫm hoặc là suy tư. Để có một cái số từ nữa như là esana, chanh đá và sân cấp bá, nó có tựa tựa giống nhau nhưng mà lại cái mỗi từ nó có mang một ý nghĩa khác nhau. Cái chanh đá có nghĩa là cái ước muốn có được. Còn cái sân cấp bá hay là sân cấp bá có nghĩa là một sự suy ngẫm đến một cái điều đó, nó cũng có dạng như là tìm kiếm này nhưng mà suy ngẫm đến cái điều đó. Ví dụ như chúng ta sẽ suy ngẫm rằng nếu như mà lìa bỏ những cái sắc thân hương vị xúc nó sẽ có lợi như thế nào, mà nếu dính mắc tới sắc thân hương vị xúc nó sẽ có tai hại như thế nào, và làm thế nào để giúp mở được cái sắc thân hương vị xúc, mà làm thế nào thọ dụng sắc thân hương vị xúc mà không bị dính mắc, đó là một sự suy tư hoặc là một sự suy ngẫm em nghĩ đó. Nó cũng là có một cái đối tượng đó, nhưng mà esana đây nó có nghĩa là có để mà làm việc gì đó, có rồi mà để là được gì gì đó. Ước muốn có thể là chưa có. Còn sân cấp bá có nghĩa là suy ngẫm đến về cái lợi hay là cái bất lợi của một pháp này. Nhưng mà sanh có nghĩa là đi kiếm để mà có, đi tìm. Ở trên cái chi pháp mà cho chúng ta đầu tiên á là kamesana, từ chữ kama có nghĩa là sắc tinh hương vị xúc, tức là dục. Cái dục đây nó không phải là chỉ cho ước muốn nữa, nó phải là chân đá nữa. Kama tức là cái dục trần, nó là sắc tinh hương vị xúc. Kamesana là muốn có nữa. Để mà được thành tựu tốt đẹp. Và chi pháp này đây là nó đơn giản nhưng mà rất là rộng.
Bây giờ chúng ta phân tích là chỉ có một hạng chúng sanh đi tìm sắc, đó là sắc bên ngoài. Và chính vì giờ như tìm sắc này đó mà phần lớn nổi bật nhất khiến Đức Thế Tôn ngài phải dạy cho chư Tỳ Khưu. Này chư Tỳ Khưu, Như Lai không thấy một sắc nào làm xoay đắm, làm điêu đứng, chiếm ngự tâm người nam như sắc người. Phải ngửi lại cũng vậy. Như Lai không thấy nè một cái sắc nào làm điêu đứng chiếm ngự tâm người nữ cho bằng sắc người nam. Đây là văn chiêu phát mục chi. Và chính vì thật ra cái sắc một đốt á là một điều nói lên một cái nét rất là tốt đẹp của cái kết quả tốt. Nói cách khác, cái sắc tốt đẹp nó chính là cái quả của cái thiện nghiệp mà có. Nhưng mà bản chất của nó thì là vô tội, nhưng mà nó lại là hấp dẫn cái tâm, khiến cái tâm trở nên có tội lỗi, tức là tâm có rơi vào cái đấm nhiễm hay cái phiền não. Nhưng vấn đề ở chỗ này chúng ta cần tìm. Nói vậy thì sắc này chúng ta thấy là có hai loại, một loại là sắc bên ngoài và một loại là sắc bên trong, hay nói cái khác là sắc của người khác và ngay chính là sắc của chúng ta. Mà thông thường á, những người mà có thành tựu được cái sắc tốt của mình á thì phải lưu ý là có chừng nó sẽ dẫn dắt tới những cái phiền não, tức là những cái nhơ bẩn nó phát sinh lên từ cái tâm rồi. Một cái người mà hiện nay rất là xinh đẹp, tức là cái sắc vóc của người đó rất là xinh đẹp, rồi trước mắt thì phải nói rằng những người mà có cái sắc đẹp đó đó thì đó là quả của những thiện nghiệp. Bởi vì quả của những ác nghiệp thì không thể có được cái sắc đẹp, mà hãy có được sắc đẹp phải nghĩ rằng đó là quả của thiện nghiệp. Nhưng mà từ quả của thiện nghiệp này, người đó có thể rơi vào những cái tạp pháp khác, ví dụ như phát sinh ngã mạn, phát sinh kiêu mạn, hoặc lợi dụng cái sắc pháp của mình để hành động tà bại ở trong các việc làm. Đại khái như có thể quyến rũ vợ con người khác, hoặc có thể là một người nữ có thể quyến rũ những người bạn đời của người khác, vân vân, đã rơi vào cái trạng thái gọi là tà hạnh trong việc làm. Và cho nên khi biết được như vậy thì cần phải dè dặt. Có hai cái loại sắc tốt ở bên ngoài và sắc tốt ở bên trong, tức là chơi sắc tốt của người khác và sắc tốt của chính bản thân mình. Xin thưa, khi nói tới cái sắc tốt thì đôi khi chúng ta lại cần phân tích tới một cái điểm khác nữa, là mặc dù đối với người này cái sắc này nó tốt, nhưng mà đối với người khác á, mấy cái sắc này nó không tốt. Ví dụ như đối ngoại đạo á, nàng chinh cha là tuyệt đẹp gia nhân, cho nên mới quyến rũ nàng, mới xúa bảo nàng chinh cha quyến rũ Đức Thế Tôn. Thì đối ngoại đạo cho rằng cái sắc của nàng chinh cha này là tuyệt mỹ, hoặc giống như ông Bà La Môn Magandhiya cho rằng người con gái của mình là nàng Magandhiya là xinh đẹp số 1. Nhưng đối với Đức Thế Tôn thì không phải. Chính Đức Thế Tôn này phải dạy ông Bà La Môn Magandhiya
Này Maranya, ngay cả những ba thiên nữ mà Như Lai còn không muốn đụng chạm tới, thì nói gì đến một cái túi chứa đầy phân và nước tiểu này. Nếu một cái túi đầy chứa đầy phân và nước tiểu này Như Lai không muốn chạm chân vào, họ cho nên cái sắc đốt ở đây đó, nó phải là cái sắc mà tích ý đáng hài lòng với cái tâm của người đó. Chúng ta hỏi lưỡi như vậy à, cho nên một cái người ấy có thể là thích sắc màu hồng, nhưng một người lại một người khác á thì sắc màu hồng không đẹp, mà họ thích sắc màu tím, tím tím như là những cánh hoa violet hay là pogatinot. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á là Tiền Thân Bảo Lâu Anh Na rất thích những cái màu những bông sen. Quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Nhưng mà Lâu Anh Na là thích những cái màu hồng của hoa sen trong tiền thân của bà, cho bà thường cúng dường cái màu hoa sen, đó là những cánh bông sen. Nhưng ngược lại thì bà hoàng hậu vua vợ của vua Mahakasipina Anucha lại thích màu tím, cho nên cúng dường bảo tháp á là cánh hoa màu tím. Và ước nguyện rằng là sinh ra trong lòng luân hồi kiếp nào con cũng có màu da xinh đẹp như cánh hoa Anucha này, và lúc nào con cũng có được cái tên là Anucha. Cho nên cái màu á mọi người nó có cái thích ý đi, bao giờ cái nào mà thích ý người đó, hợp với ý người đó thì bây giờ nó trở nên là cái sắc tốt, còn không nó chỉ là một sắc bình thường. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta đó có 32 đại nhân tướng, một thân hình của ngài đi á, ngài đi như là một con sư tử vương hoặc là một con voi chúa đi, nhẹ nhàng và êm ái, thông dong và tự tại. Thì đối với hàng tín đồ Phật giáo á, nếu là nam nữ cư sĩ nhìn rất là hân hoan và hài lòng tích ý này à, nhưng mà những ngoại đạo nhìn vô rồi phát két. Mặc dù cái sắc nó là sắc tốt, sắc tốt à, nhưng mà những hàng ngoại giáo cũng ưa thích thì sắc nó trở nên bình thường. Cho nên khi mà đi tìm kiếm cái sắc thì ngầm hiểu rằng nó là phù hợp với cái cơ tính của mình, và nói cách khác là phù hợp với một cái thói quen mà ở kiếp xa xưa hoặc một kiếp trước nào đó mình đã từng thích nó. Cho nên mỗi khi cái tâm lý mà đi tìm cái một loại sắc nào đó thì chúng ta phải hiểu biết rằng có một phần nào trong kiếp quá khứ người ta cũng đã từng thích thú đó. Mà cái sự thích thú này nó không có mang một cái tác dụng lớn. Cho nên đối với sắc này nó cũng chỉ là thuộc về ngoại hình ở bên ngoài. Đó là chúng ta nói về cái sắc bên ngoài, còn cái sắc bên trong đó là sắc chính người đó. Người đó có thể là màu, có màu da rất là đẹp, có cặp mắt rất là đẹp, có cái mũi cũng rất là đẹp. Mà để cho hấp dẫn người khác, hấp dẫn. Có một số người đi sửa, ngày xưa thì cũng có cũng cái cách sửa, nhưng cách sửa cái người thời trước nó khác, nhưng cách sửa thời này nó lại khác. Cách sửa cái thời trước là hóa trang, tức là che lấp đi những cái nhược điểm của cái gương mặt hoặc là những nhược điểm của màu da, không
Và ngày nay thì cũng che ra giúp che giấu đi những cái nhược điểm đó bằng cách là đi thẩm mỹ. Nhưng mà thực tế khi mà những cái thẩm mỹ mà đưa vào cái sắc nó không phải của người đó, mà sắc nó chẳng là gì mượn, nó cũng tựa tựa giống như là con búp bê mặc dù xinh đẹp vậy, nhưng nó vô cảm. Cái sắc bên ngoài đắp vô nó cũng vậy thôi, nhưng đôi khi nó làm ta hại hơn. Mà chúng ta nhớ rằng để mà có những cái sắc đẹp như vậy đó, ở trong hiện tại này chúng ta có thể làm được, chứ không phải à, tướng tự tâm sinh mà tướng tầm là tướng tùy tâm diệt. Cái tướng do cái tâm nó sinh ra, nó từ tâm nó tạo ra cái tướng. Rồi cái tướng này nó sẽ tùy theo cái tâm, khi tâm diệt thì tướng cũng mất. Với một con người mà có một cái tướng ẩn, tướng ẩn này có nghĩa là có những cái lúc mà cái tâm nó thể hiện lên thì người đó bộc lộ ra ngay. Nhưng mà khi tâm nó chấm dứt rồi á, thì cái sự kiện đó rồi cũng chấm dứt. Thế rồi một người mà có một cái tâm tham đang sinh khởi thì cặp mắt người đó sẽ láo đi, nhìn bên đây nhìn bên kia. À, nhưng mà nếu như cái tâm mà nó tâm tham nó chấm dứt á, thì cái sự mà đi tìm kiếm món này món kia nó không còn, nó chấm dứt. Tướng thì tùy theo tâm sinh lên, là tướng cùng tâm sinh. Với một cái tâm đánh nhiễm vô sắc á, thì sẽ cặp thấy cặp mắt của người đó nó như thế nào đó. À, nó biểu diễn, nó biểu lộ ra ngay. Mà thậm chí người đó quên cả cái hiện thực ở trong thời điểm hiện tại đó. Mà điển hình như chúng ta nhớ rằng cái bà Umma Danti, cái tên Umma Danti, Umma là sóng gió, Danti là người nữ gây sóng gió. Đây cũng là một trong những cái tiền kiếp của bà Oplavana. Ở trong tiền kiếp thì bà đã cúng dường những y phục đến cho vị Phật Độc Giác, xin lỗi, vị Thánh A-la-hán. Và trong khi mà bị phát sủng về cái nhan sắc của mình, tức là khi đó là một cái cô gái nghèo nhưng có lẽ rất là xấu. Và cho nên cái cô gái này đi ở đợi 3 năm xong được chủ cho hai thất loại. Và khi thấy một vị A-la-hán có y phục cũ rách, cho nên là cúng dường một cái tấm vải, và sau đó hoan hỷ cúng dường thêm nữa. Hồi nào phát nguyện rằng do con cúng dường hai cái mảnh vải này, đến ngày xin cho kiếp sau, cho nên con có một cái sắc đẹp mà ai nhìn con cũng phải bắt điên. Cho nên khi mà sanh ra đó, nàng có cái tên là Umma Danti, có nghĩa là người gây sóng gió. Do mình được cái phước đó, đó đến mức độ mà ai nhìn thấy nàng là ngơ ngẩn tâm thần, nên tinh thần không có ổn định được. Nàng cũng tự hào về vấn đề này, cho nên nàng bị đánh mất cái địa vị là hoàng hậu của vua Samarappa. Nhưng mà cái phước này cũng có, cho nên là vẫn được ông tể tướng, đó là ông quan đại thần á, rước về làm vợ. Mà thông thường chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta thiếu cái gì đó thì chúng ta đi thưa đi tìm kiếm cái đó. Thì do một pháp nguyện rằng kiếp nào con sanh lên con có cũng có một cái nhan sắc mà ai nhìn thấy con phát điên lên, thì có thể cho chúng ta hiểu rằng là cái cô gái này không được xinh đẹp lắm và bị mặc cảm về sắc đẹp của mình, cho nên phát nguyện như vậy.
Nó cũng tương tự giống như cái trường hợp là người cháu cấp cô độc có tên là xe mắt cá. Ở trong thời Đức Phật Ca Diếp thì cháu của ngài, tiền thân của cháu của ngài cấp cô độc đó, rồi một thanh niên cũng dùng một cái phướng đến cho Bảo Tát thờ xá lợi Đức Phật Ca Diếp. Mà sau khi cúng dường rồi nó mới phát nguyện là ngay do con phước mà con cúng dường cái phước này đến Bảo Tháp. Mà xin cho con kiếp sau những kiếp làm người đó, ngoại trừ những người nữ trong thân tộc con ra thì những người nữ khác nhìn thấy con là phải phát sinh thương mến. Mặc dù như lời nguyện đó nó kỳ lạ nhưng mà chúng thấy phản ánh được cái hiện trạng là cái người đó đang bị một cái uất ức hoặc một cái bức xúc hoặc là một cái gì đó được gọi là thiếu thốn. Nên làm việc phước để mà bù đắp lại cái đó và lăn tro trong lòng mưa hồi tới thời Đức Phật hiện tại thì tái sinh làm cháu của ông cấp cô độc. Và đặc biệt cái mảnh lực phước nó làm cho những người nữ ở thành Xá Vệ nhìn thấy ngài Khe Mắt Cá là tự nhiên hết anh thương yêu họ, đến nỗi mà bị phạm giới, quan hệ bất chánh với vợ con những cái người khác, bị bắt ba lần. Nhưng hai lần trước đó, thì vua Ba Tư Nặc cảm nghĩ tới cái ân tình của ông cấp cô độc không tha, nhưng lần thứ ba thì không thể tha được nữa rồi, chỉ ra lệnh là giết mà thôi, giết mà thôi. Nhưng mà may mắn cúng dường xong còn có cái nguyện là xin cho con chứng đạt được cái an lạc pháp mà Đức Phật Ca Diếp đã chứng đạt. Đức Thế Tôn nhìn thấy duyên duyên lành này ngày ngự tới và thuyết giảng pháp, dòng Khe Mắt Cá đã chứng quả dự lưu. Rồi sau khi gặp Đức Tôn tới và giảng pháp đó thì vua Ba Tư Nặc nói như vậy, người này cũng có duyên lành thì thôi tha cho. Bởi vì khi mà Đức Phật mà tới người nói người nào đó thì người đó rất là hạnh phúc, rất là hữu duyên. Mà vua Ba Tư Nặc cũng là một còn Phật tử tuy rằng không có tính thành lắm nhưng càng về sau ngày càng cảm phục Đức Thế Tôn, cho nên vua Ba Tư Nặc đã ban cho hạnh phúc cho ngài Khe Mắt Cá. Nhưng mà từ khi mà chứng quả dự lưu rồi thì ngài Khe Mắt Cá không còn vi phạm giới này nữa, vợ con người khác rất là yên tâm. Cái điều này nói lên cho một sự cái phản ánh thế là ước nguyện của mình. Cái là ước nguyện của mình á thì nó phản ánh là cái gì mà đang thiếu thốn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, nếu đi tầm cầu ở cái sắc diện bên trong hay sắc diện bên ngoài nó cũng không có phù hợp. Nghe trong hiện tại này chúng ta cũng có thể làm cho cái sắc tướng của chúng ta nó thay đổi đi phần nào, mà thay đổi một cách tự nhiên, nó không có sự tham gia ở hóa trang, nó cũng không có sự tham gia của một cái những mỹ phẩm, hoặc là nó không có cần phải có sự tham gia của những bàn tay điêu luyện của những nhà giải phẫu thẩm mỹ. Nó nhớ rằng cái sắc của chúng ta luôn luôn được tạo ra bởi những cái tâm. Một trong những bốn loại sắc đó, thì sắc tâm nó đóng một vai trò cũng khá quan trọng. Ngoại trừ sắc nghiệp thì tiếp theo đó là sắc tâm. Mà sắc tâm á thì tâm chúng ta, tâm tốt nó tạo ra những sắc khác tốt, mà tâm xấu nó tạo ra những cái sắc khác xấu. Quý vị thể nhìn thấy một cái người đó mập mạp nhưng mà chưa hẳn đã là người đó có cái sắc diện tốt. Có thể là cái người đó bị cái nghiệp đang chi phối cho nên
cái sắc tướng nó trở nên thô xấu, hoặc là nó mập nhưng mà nó có vẻ bệ rạc. Nhưng mà con người mà xấu á, tôi xin lỗi, một người mà gầy ốm nhưng mà cái tâm tốt, cái sắc bao pháp nó tốt á, thì thanh thanh như là rắn chắc hoặc là hồng hào rất tự nhiên, không cần phải có những cái mỹ phẩm. Bởi vậy một người mà đi tầm cầu cái đi tìm kiếm cái sắc tốt đó bằng cách tự nhiên, nó vẫn có thể được. Và ở trong sự tìm kiếm này nó có hai cách, một cách mà nó theo cái thiện pháp và một cách nó theo bất thiện pháp. Một cái bất thiện pháp đó là làm cách nào đó để che lấp đi những cái xấu mình, hoặc là có được những cái món, nhưng hoặc là có những cái độ tốt mà mình muốn để mà thọ dục bằng cách này bằng cách kia, hoặc là bằng những lời nói để vu khống, để vu oan, để theo vãn, không ạ, hoặc là bằng những hành động cướp đoạt giật, vâng vâng, tất cả cái đó nó xuất phát từ một cái tâm gọi là tâm bất thiện. Và chính có những cái tâm bất thiện nó dẫn lên cái những lời nói bất thiện. Những lời nói bất thiện này nó có thể che giấu ở trong những cái bình phong chân lý, nó cũng tờ tờ giống như cái sắt mà được đi thẩm mỹ. Mặc dù nó hình dạng cũng vậy đó, cái mũi cũng nhô lên cao, mắt cũng được xẻ làm hai, mắt hai mí là không vậy, nhưng mà đồ giả, nó phải là thật, nó phải là thực chất. Ở ngoài cũng giống như lớp da thật, nhưng mà thật sự nó là giả, không phải là một lớp da thật, không phải là lớp thịt thật, nó là những, chỉ là những cái chất của silicon. Như thế nào cũng vậy, với một tâm ý xấu thì cái lời nói hoặc là cái hành động đó mặc dù nhìn vô tưởng là chân lý, nhưng vậy đó chỉ là hình là tấm bình phong, tấm bình phong. Mà ở bên trong của nó á là cái không đúng. Có thể dùng những cái than vãn hoặc là những cái van xin chẳng hạn như vậy, nhưng mà muốn đi kiếm những người khác. Có một cái người đó luôn luôn là than, làm ăn nó than là lỗ, tức là không có lãi lắm, không có lời lắm. Trên đời này có một cái số người đó, họ tính toán như vậy là ví dụ như một cái món hàng này về thì họ tính toán là sau khi bán được cái món hàng này thì họ sẽ lời được là 10 đồng chẳng hạn. Nhưng mà do một cái chướng nghiệp nào đó nó sinh khởi lên, bán được món hàng này họ chỉ lời được có 5 đồng. Và khi hỏi người khác, hỏi là lúc này chị bán món hàng nó như thế nào, bán lỗ chị ơi, hỏi lỗ nhiều, lỗ phần nữa. Bây giờ thay vì cái lời 10 đồng mà lời có 5 đồng á thì xem như bị lỗ. Nó có cho phải không? Và trên cuộc đời này chúng tôi đã từng gặp, nên là về cái sắc cũng vậy, sử dụng một cái công trình nào đó thì họ sẽ kiếm chát được bao nhiêu đó, còn nếu không kiếm chát được bao nhiêu đó thì họ than họ lỗ, mà nhan nhản nhiều lắm. Nhưng mà anh nói phía sau cái chân lý đó,
Nam mới ra ở cái nút sao cái công lý, những cái khác nữa nào nút sao cái Phật pháp đó, chứ không có. Những tiền bài danh vọng, anh xin lỗi, tiền bài hay là vàng ngọc châu báu nó chỉ là sắc, muốn điều là sắc. Ngoài cái sắc tốt bên ngoài ra còn cái sắc tốt của bản thân mình, ngoài sắc tốt bản thân mình ra còn cái sắc tốt bên ngoài, thì cái tài sản vật chất nó chính là sắc tốt bên ngoài, sắc đáng hài lòng, sắc đáng quý. Mọi người đi tìm kiếm để có được thì không từ một thủ đoạn nào cả, nó không để tự phát sinh ra. Và người đó tự hào đó là phước mình, nó không phải. Một số người có một cái số tài sản nhiều tự hào đó là phước mình, thì nhìn thấy cũng hợp lý lắm. Nhưng mà tài sản nó phát sinh đúng pháp hay không, đó là cái vấn đề cần nói. Cái tài sản mà phát sinh do cái sự phi pháp thì chẳng qua nó là cái bất thiện làm duyên cho cái vô ký kia nó sinh khởi. Nếu bảo rằng như có tài sản mà nhiều đó là cái phước đó, thì những cái người làm ăn bất chánh mà phát sinh tài sản nhiều như vậy và có phước, là quả của phước, thì nó không phù hợp. Mà trong bộ duyên thì đó là cái trường hợp mà bất thiện duyên cho vô ký. Cái bất thiện là làm duyên cho cái vô ký, mà vô ký tốt ở quá khứ nó trổ, chứ không phải thật. Rồi chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta nói là cái sắc bên ngoài nó là như vậy, và sắc bên trong nó là như vậy. Như vậy muốn có một cái sắc bên trong hay sắc bên ngoài một cách nó hợp pháp hợp lý và không mang cái nghiệt ngã về sau, thì cái người này hay là những chúng sanh có trí này sẽ tạo một việc lành nào đó cho nó phù hợp với cái sắc này, rồi sao? Nếu mà sắc có nội thân á, tức là sắc bên trong mình á, thì cũng có khả năng chúng ta sẽ thành tựu được, đúng không? Và ít nhất chúng ta có hai cái trường hợp. Là một trường hợp được ghi nhận trong kinh Pháp Cú, đó là đồng tử Chanh Đa Pa. Tương truyền ở trong thời quá khứ thì có một thanh niên đã cúng dường một cái gỗ tầm hương, mà ông là một cái người thợ mộc, đục đẽo cái khúc gỗ tầm hương đó như hình mặt trăng, à cúng dường đến bảo tháp thờ Đức Phật Ca Diếp, lăn trôi trên thiên giới. Đến thời Đức Phật tái lên xuống làm một công tử trong gia tộc Bà La Môn mà khi mới sinh ra đó, thì ở vùng bụng của cái hài tử này có cái dấu hiệu một cái mặt trăng rất sáng, mặt sáng. Dấu hiệu mặt trăng sáng nó cũng chính là sắc pháp, mà sắc pháp này nó sinh tự nhiên, cái này nó có khúc pháp. Chỉ con mắt long lanh là do bàn tay nhân tạo mà đưa vô thì mắt ăn một miếng trở thành hai miếng thì không phải. Lỗ mũi chưa được cao, đẩy lên cho ăn cao giống như lỗ mũi dọc dừa cũng chưa phải. Thì những người Bà La Môn hay hài tử là người có phước mà, cho nên đi tìm kiếm cái sắc rất là tài sản. Đằng cấp là nói này á, hồi này các ông các bà ơi, ai mà đụng vào cái hài tử này á thì sẽ có sự an lạc vô cùng. Nhưng một lần đụng vậy á là 100 đồng cũng có, hay là 50 đồng vậy đó, tùy theo khả năng. Đại chúng nghe tin vậy cũng không có suy xét, một số không suy xét cũng cái rờ hay cậu công tử
để mà phải đóng tiền vô. Mà cậu công tử này được lắm, bà la môn mang đi từ thành này sang thành khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ thị trấn này sang thị trấn khác. Nếu kêu gọi các bà các ông muốn an lạc hãy tới rồi cậu đồng tử này thì sẽ được phát sanh an lạc, mỗi lần rời vậy là 100 tiền đồng vàng. Cái câu chuyện đó chúng ta thấy là cái bối cảnh hiện tại là chúng ta thấy nó cũng hào hào giống nhau, tức là nó cũng không phải là thực hiện đúng như vậy, nhưng mà nó có cái mô hình đồng dạng như vậy. Nếu như vậy suy ngẫm như vậy sẽ thấy không đồng dạng vậy. Rất là thích kêu gọi nhiều, kêu gọi xây này xây kia vân vân nhiều lắm. Cũng tựa như những nhóm bà la môn kêu gọi là chúng tới rờ ông hài tử Chân Đà Bà. Nhưng mà khi đến Đức Phật á, đi đến gần Kỳ Viên á, thì tự nhiên cái dòng hào quang ở trong bụng nó mất đi. Thì cái đồng tử Chân Đà Bà này ông nghĩ rằng chắc trong đại sa môn này có đại chú thuật, cho nên cái tiểu chú thuật chúng ta nó không có kinh nghiệm. Trên đồng tử Chân Đà Bà này tới đảnh lễ Đức Tôn, bạch Đức Tôn có phải ngài có đại chú thuật không? Đức Tôn nó có phải rồi. Ở xin ngài hãy dạy cho con đi, được thôi, nhưng mà này đồng tử phải xuất gia trong giáo pháp này mới được. Cái đồng tử Chân Đà Bà ngẫm nghĩ là chắc là đây là một cái mô thức, đây là cái nghi thức để mà học được cái đại chú phục này. Mà học được xong rồi mình hoàn phục có sao đâu. Rồi cho nên đồng ý xuất gia. Thì cái phần này như vậy sao? Hãy quán tưởng tóc lông móng răng da, những cái thể nó không tốt đẹp ở trong tóc lông móng răng da, quán xét phần tiếng quả à là hay. Như vậy cái sắc tướng bên ngoài bên trong gì đó nó cũng là mang những cái tính thay trường. Nếu mà sắc tướng ở bên trong gì đó mà che giấu đi những cái thay trường đó thì nó không có phù hợp lắm. Một cái loại sắc pháp khác, ở đây nãy giờ chúng tôi trình bày thì chỉ có một cái chà, một trong cái tiêu đề, một tiêu đề. Tức là một cái trong tiêu đề có năm tầng cảnh, đó là sắc thân hương vị xúc. Nãy giờ chúng tôi mới nói một cái tiêu đề là về sắc mà thôi, chưa nói tới thân, chưa nói tới mùi, chưa nói tới vị, chưa nói tới xúc. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta bị sắc nó bám nhiều nhất, bởi vì nó cái sắc pháp nó mạnh nhất. Người ta có thể đi thừa sửa mũi, sửa tai, sửa chân, chứ người ta không nghe sửa cái lỗ tai. Nó mạnh nhất. Mà thật sự trong Tăng Chi Kinh Đức Phật ngài nêu lên đó là sắc là trước tiên. Thì do thấy chúng ta thấy cái tầm quan trọng rất lớn. Cho nên cái sắc trong thân hay sắc ngoài thân nó cũng đều mang dáng dấp, và có một cái nhất là sắc trong thân nó mang dáng dấp một cái thể trược, nó còn thể nhiều bẩn. À xin thưa, còn cái loại sắc khác ở trong thân của chúng ta này nó quá xinh lên, mà sắc lên rất là hợp pháp, mà cái tâm lý này cũng rất là tốt đẹp. Đó là bà nội của bà Visakha. Bà nội của bà Visakha tức là vợ của Menaka. Bà có tên là Chandak Baduma. Sở dĩ bà có tên Chandak Baduma đó là một cái lòng bàn tay của bà có hình mặt trăng, và một cái lòng bàn tay kia
có hình cánh hoa sen. Ghép vào hai cái điều kỳ diệu này đó, cho nên gia tộc nó đặt tên cho cô bé gái này là Chanh Đá Ba Đu Mạc, tức là Nguyệt Liên. Nếu mà dịch ra tiếng Việt đó, đó là Nguyệt Liên nữ. Mà sở dĩ các bạn sẽ dạy vậy, tức là sở dĩ bà có cái đặc tướng đặc biệt này đó, là ở trong cái tiền kiếp khi mà còn là vợ của người bá hộ. Người bá hộ này nghe cái nhà chiêm tinh gia báo rằng là sẽ có một cái cuộc đại hạn hán khởi lên. Hồi đó nhà đại trưởng giả này đã về cho tích trữ những cái ngũ cốc lương thực, thậm chí là những cái vách á, dùng đất á, trộn những cái hạt lúa và hạt đậu để làm những vách tường. Thời gian sau quả thật là hạn hán nó đã khởi lên, thì ông tiếp tục chỉnh tình, tức là phát là cứu trợ cho những người đói khổ. Nhưng cái hạn hán vẫn tiếp tục kéo dài. Đến một thời đó là ông phải cho giải tán hết những người nhà, bởi vì người nhà nuôi không nổi, để cho mà ai muốn đi, chỉ còn những người tớ trung thành, đó là Buôn Ná. Rồi nó cuối cùng là một lúc nào đó cũng hết rồi. Và vào cái buổi đó, mà vào buổi sáng cuối cùng đó, nó đập ra những cái mảnh đất cuối cùng đó, tập trung lại được đó, một nhúm gạo để nấu cháo. Mà cháo này chỉ đủ phải phân phát cho 7 người trong nhà, tức là hai vợ chồng, năm người trong nhà nhé, hai vợ chồng, hai một người con và một người dâu cùng với một người đầy tớ trung thành, là mỗi người ăn được một chén, một chén là trà chứ. Thì bất ngờ có gì Phật đồng chép là ngài đã xuất thiền diệt từ trên núi, ngài đi xuống, là ngài đi ngang qua cái nhà đó, ngài đứng chờ để xin Phật thật. Để má hộ ngẫm nghĩ là ông tự giảng ngẫm nghĩ là nếu mà ta dùng cái bát cháo này thì chỉ được lợi ích cho một phút nọ thôi, bây giờ ta cúng dường đi, ăn một cái chén cháo này chắc cũng không nổi no lắm, mà cúng dường nó có phước thì sao để thoát khỏi cái nạn đói. Cho nên cúng dường cái bát cháo của mình lên cho vị Phật tổ giác. Rồi ông nguyện rằng là sáng nay tôi có một cái năng lực là nếu nó cần á, về những cái kho lẩm của tôi nó sẽ đầy những cái lúa thấp muốn. Rồi cái bà vợ á, nó nghĩ là chồng mình á có một chén cháo đã cúng dường tới cho vị sa môn này rồi, không lẽ mình ăn để ổng nhịn, nó cũng kỳ. Ổng cúng dường rồi, còn phần còn lại của mình á, không lẽ giờ mình có một chén cháo này khẩu phần của mình, mình ăn để ổng nhịn ổng ngó mình á thì nó cũng bất ổn quá. Ôi chồng sao vợ vậy. Rồi cho nên cái bà này bà mới cũng mang chén cháo mình tới mình cúng dường, nhưng mà ngược lại á, cách thức làm nó lại khác. Mà một tay á, bà giữ lấy chén cháo và một tay á, bà cầm cái muỗng, và bà múc từ muỗng cháo cúng dường vô trong bát của Đức Phật Đồng Giác. Và mỗi lần cúng dường nó là con xin cúng dường đến ngày, con xin cúng dường hết thì thôi. Và bác nghĩ rằng á là rồi sau này do cái phước mà con cúng dường đến ngày, con chứng đạt được đạo quả, tức là cái sự an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc rồi á, họ xin cho con phát sinh cái con muốn múc cái vật thực cho ai á, thì vật thực nó không bao giờ vơi, nó còn mãi không bao giờ vơi.
Nhưng mà cái hành động mà một tay giữ lấy cái bát và một tay cùng cầm cái muỗng để múc vào trong đó, họ cho nên khiến là ra lại sanh ra là cái bàn tay mà giữ cái bát nó có hình cái mặt trăng, mà cái bàn tay mà cầm cái muỗng mà múc mà đổ vô á cho bát đó, nó có hình bông sen, nên bà có tên là chanh đá bánh của mày. Và mỗi khi mà bà cũng thể hiện năng lực hình thông mình á, bà cầm một cái bát và cầm một cái muỗng, bất kỳ ai tới sinh á, bà mới biểu diễn một cái năng lực đó cho vô bình xa xem thấy. Rất nhiều người tới cầm cái bát này tới thì mà chỉ có một cái bát quật thực thôi, bà một cái muỗng, nhưng mà bà múc hết từ cái bát này sang bát khác, đầy đủ hết tất cả những vật thực mà cái bát vật thực của bà không hề thiếu, tức là không hề vơi đi, không hề vơi đi. Và điều này ghi nhận ở trong mắt tặng luật bộ đại phẩm. Như vậy thì cái sắc pháp này nó cũng sinh lên là do cái phước một cách chân chắn. Đây là bà nội của bà Quý Sa Kha, con bà Quý Sa Kha chính là ông Thanh Anh Trái Giá. Còn người vợ mẹ của bà Vishka có tên là Sumana Devi. Bà Vishka là cháu nội của ông Menaka. Câu chuyện đó rất dài nhưng mà chúng ta muốn trích cho vậy một đoạn ngắn ở trong tặng luật, tức là bộ đạt phẩm nói về gia chủ của Menaka. Để thấy rằng cái sắc pháp này sinh lên nó một cách tự nhiên và nó hợp pháp, nó tốt đẹp, mình đã hiểu biết được như vậy. Ở sống trên đời này mà xấu quá thì cũng khó phát chịu, mà đẹp quá coi chừng bị hấp dẫn để cái sự ngã mạn. May may chúng ta biết được cái Phật pháp rồi chúng ta cũng bớt được ngã mạn, hay là bớt được những cái tội nghiệp. Nhưng đừng bao giờ cứ lợi dụng cái quả cái nghiệp này để tạo ra những cái ô nhiễm khác. Đừng bao giờ lợi dụng cái quả tốt của nghiệp là cái sắc tướng mình nó tốt đẹp vậy, họ đi quyến rũ những người nữ khác giống như ngài khi mặc cả thì coi chạy sắc pháp nào nó cũng bị vô thường cả. Mà tướng tùng tâm sinh, hành động bất thiện thời gian rồi tự nhiên cái sắc pháp nó bị hủy hoại này, nó không có tồn tại được đâu. Mà để cho chúng ta có một cái sắc pháp trong hiện tại thì chúng ta tạo như con tâm tốt, tạo một tâm tốt, có được tâm tốt, mà tâm tốt tốt nhất ha thì thường thường khởi ý về thiện, hướng về thiện, đó là tu tập những thiền tịnh. Sự tu tập thiền tịnh nó ngăn che được một số ác nghiệp, nó không thể sân khởi lên, quả ác nghiệp nó không thể sinh khởi được. Đồng thời nó tạo ra một loại sắc pháp gọi là sắc tâm. Mà sắc tâm nó nhiều nó tốt thì khiến cho người đó tốt. Nếu người mà do sắc nghiệp mà bệnh hoạn đấy, nhưng mà sắc tâm này có thể áp chế được, chứ không phải không. Đó, cho nên để cho một cái sắc pháp mà nó hợp pháp mà nó có mang tới lợi nhiều thì người đó muốn, nếu muốn thì tạo những việc phước lành nó phù hợp, giao không cần mong cầu nó sẽ đi đến, nó sẽ đi đến. Để chúng ta mong cầu chuyện khác chứ không phải chúng ta làm phước để mong cầu được cái sắc đẹp này, bởi vì chúng ta hiểu biết rằng nó sẽ có cái tai hại nếu như chúng ta không gặp được hợp pháp. Gặp được Phật pháp rồi chúng ta còn may mắn là chúng ta chặn đứng cái ngã mạn, chúng ta chặn đứng cái ô nhiễm, khi lợi dụng cái quả phước này nó là xinh đẹp. Những người nào mà xinh đẹp thì dễ ru những người khác phải, nó là không tốt. Nó dẫn tới cái nghiệp ngã sau này. Mà giả sử không gặp Phật pháp thì chúng ta có biết được điều này không? Vậy nó phức tạp vô cùng cho nên để cho tự nhiên sinh ra có cũng được, nếu có cách bình thường cũng tốt rồi.
không xấu quá, không đẹp quá, có lẽ dễ thực hành phẩm hạnh nhiều hơn. Và chúng ta thấy là thời gian cũng nhiều, hay là những phần khác chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị ở những thời sau. Đó là chúng tôi chỉ mới trình bày vậy là sự đi tìm kiếm sắc, chưa nói đến tìm kiếm âm thanh, chưa nói đi tìm kiếm cái mùi vị và đi tìm kiếm sức khỏe. Chỉ 1/5 của cái chi pháp này chứ không phải được còn vẹn lắm, nhưng mà thời gian cũng nhiều, phải lẽ báo sinh lên. Xin đúng giờ với tôn đức ban xin chia đều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan hưởng nhận quả phước này để được an vui tịnh lạc. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nếu như là chư thiên ở nơi Tứ Đại Vương hay có Đại Đạo Lợi và chư thiên hộ trì Phật pháp, còn một ngày quan hệ thọ dụng rồi giao hộ cho chư công tăng luôn được phát thể kinh em. Xin giao hộ cho quý cô, quý bà, sư cô luôn được thanh tâm thường lạc, và gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sơn Khai Giác.